xuất sắc, xử lý tình huống. Hãy cùng chiến thuật và đồng hành trải nghiệm series đồng hành cùng tất cả Sài Gòn. Có kết quả rồi, luồng đỏ. Thưa quý vị và các bạn, với các anh em giao nhận khi kết quả tờ khai là luồng đỏ thì chúng ta phải thực hiện thêm bước kiểm hóa container hàng. Vậy bước kiểm hóa container hàng sẽ diễn ra như thế nào? Ngày hôm nay hãy cùng với Chí Thuận và Hồng Hạnh tìm hiểu nhé. Hiện nay, Hải quan Cát Lái đang áp dụng hai hình thức kiểm hóa, đó là kiểm hóa bằng máy soi và kiểm hóa thủ công. Vậy quy trình để đăng ký sử dụng các dịch vụ hỗ trợ cho công tác kiểm hóa tại cảng Tân Cảng Cát Lái diễn ra như thế nào? Cùng Hạnh và Chí Thuận tìm hiểu nhé! Đăng ký qua email. Nếu công đã có vị trí tại bãi thì tùy vào vị trí khách hàng sẽ đăng ký kiểm hóa, kiểm dịch bằng cách gửi mail các bộ phận phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại Chí Thuận và Hồng Hạnh đang có mặt tại quầy đăng ký kiểm hóa tại cổng B Tân Cảng Cát Lái. Ngoài hình thức là đăng ký qua mail thì chúng ta có thể đến đăng ký trực tiếp tại quầy. Đăng ký trực tiếp tại quầy. Khách hàng hoặc có thể liên hệ trực tiếp bộ phận chuyển bãi kiểm hóa ở cổng B, E, G, cầm theo bản photo của một trong ba chứng từ sau: giấy báo hàng đến, vận đơn, lệnh giao hàng, có ghi họ tên, số điện thoại của người đăng ký. Tại đây, nhân viên tiếp nhận chứng từ thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, cập nhật số lệnh hoặc số vận đơn, số container cần chuyển, thời điểm nhận đăng ký, dự kiến thời điểm có container ở bãi kiểm hóa, thời điểm khách hàng dự kiến kiểm hóa và thông báo cho khách hàng. Anh ơi, sau khi đã hoàn tất thủ tục đăng ký thì anh mất thời gian bao lâu để mà chờ container được chuyển bãi kiểm hóa vậy em? Trong điều kiện bình thường thì sẽ mất từ 24 đến 48 giờ để công có thể được chuyển từ bãi trung tâm qua bãi kiểm hóa. Và cái thời gian đó mình có cách nào để rút ngắn lại không em? Đó là khách hàng sẽ đăng ký trước khi tàu cập, công sẽ được đón thẳng từ tàu chuyển qua bãi kiểm hóa và khách hàng sẽ gửi mail trước khi tàu cập ít nhất là 4 tiếng vào địa chỉ của khu hàng. Trong trường hợp này, container sẽ được cảng chuyển thẳng từ tàu sang khu vực bãi kiểm hóa. Lưu ý, đối với các container hàng nhập được vận chuyển bằng xà lan, khách hàng đăng ký kiểm hóa sau khi container có vị trí tại bãi. Trường hợp phát sinh kiểm hóa 100%, khách hàng đăng ký chuyển từ bãi kiểm hóa vào nhà kiểm hóa thủ công và thanh toán tại thương vụ của kho vận Tân Cảng. Em ơi, nếu như trong trường hợp anh có hàng đặc biệt như là hàng lạnh hoặc là hàng nguy hiểm á, thì quy trình đó có gì khác biệt không em? Với công hàng lạnh, khách hàng gửi mail qua địa chỉ briefer@saigonnewport.com.vn hoặc liên hệ văn phòng hiện trường khu lạnh tại L33 để nhân viên lên kế hoạch. Với công hàng IMO, khách hàng sẽ liên hệ trực tiếp điều độ khu bãi hàng để được hỗ trợ. Sau khi khách hàng đăng ký chuyển bãi kiểm hóa, nhân viên điều độ cảng căn cứ vào kế hoạch chuyển container trên Topic điều hành phương tiện chuyển container sang khu vực kiểm hóa. Trên tay của Chí Thuận là siêu hãng tàu. Trên mỗi siêu hãng tàu sẽ có in số siêu. Và công dụng của siêu hãng tàu là dùng để khóa và đảm bảo tính toàn vẹn các hàng hóa bên trong container. Ngoài siêu hãng tàu sẽ có siêu hải quan và siêu tạm. Và để cắt siêu này thì chúng ta cần dụng cụ chuyên dụng. Nhưng khách hàng lưu ý là chúng ta không tự ý thực hiện và đem dụng cụ này vào bãi. Do đó khách hàng cần đăng ký cắt bấm siêu với cảng. Và hiện nay 100% thủ tục này được đăng ký trên e-board. Khi container có vị trí tại bãi kiểm hóa, khách hàng sẽ thực hiện đăng ký cắt bấm siêu qua e-board. Sau khi hoàn thành đăng ký, khách hàng in phiếu đăng ký cắt bấm siêu để thực hiện các thủ tục tại bãi. Hiện tại chúng ta đang đứng tại văn phòng hiện trường khu bãi hàng cuối Life P39. Đây là nơi tiếp nhận chứng từ của khách hàng vào ban ngày và là nơi xử lý các phát sinh tại bãi vào ban đêm. Và để tăng tính thuận tiện cho khách hàng thì chúng tôi bố trí thêm một văn phòng hiện trường tại Life P32 là nơi chuyên xử lý các vấn đề phát sinh của khách hàng vào ban ngày. Tại đây, khách hàng cung cấp mã code làm hàng, chứng minh nhân dân và phiếu đăng ký cất bấm siêu được in sau khi đăng ký qua e-port cho nhân viên điều độ. Nhân viên điều độ kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, cung cấp thông tin đội công nhân và đưa lại phiếu cắt bấm siêu cho khách hàng. Và đây là phiếu cắt bấm siêu. Phiếu này bao gồm nội dung sau: số container, vị trí trên bãi, số siêu, tên đội công nhân thực hiện.
Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan đến giấy tờ thì chúng ta sẽ đến với quy trình cắt bấm siêu. Vậy tấm phiếu yêu cầu cắt bấm siêu này anh sẽ đưa cho ai em ha? Khách hàng sẽ cần liên hệ với thông tin của đội cắt bấm siêu mà điều độ đã cung cấp trước đó. Khách hàng cần báo lại thông tin vị trí công và thời gian muốn thực hiện cắt bấm siêu. Và anh Chí Thuận lưu ý là thông tin tên cũng như số chứng minh nhân dân của người thực hiện cắt bấm siêu phải trùng khớp với thông tin đã đăng ký trước đó trên ePort. Đội công nhân sẽ bố trí nhân lực, báo kiểm soát bãi và sẽ chuẩn bị cắt siêu. Anh Chí Thuận sẽ cần liên hệ với hải quan kiểm hóa, bảo vệ cũng như điều độ hạ công kiểm hóa. Em ơi, trong quá trình cắt siêu á, sẽ có những ai tham gia? Chỉ có thể tiến hành cắt siêu khi có đầy đủ các bên: khách hàng, công chức hải quan, công nhân cắt siêu và bảo vệ. Và sau khi cắt siêu xong thì cả 4 bên sẽ cùng ký tên xác nhận và ghi thông tin số siêu mới lên phiếu cắt bấm siêu và phải nộp về cho văn phòng hiện trường. Một số trường hợp, container đã được chuyển sang bãi kiểm hóa nhưng đặt ở tầng cao. Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp bộ phận hiện trường kiểm hóa để được hỗ trợ hạ container. Tại Cát Lái, văn phòng điều độ hiện trường khu vực Lai P39. Tại Giang Nam, tòa nhà văn phòng cổng E. Tại Phú Hữu, văn phòng khu vực Lai G16. Khách hàng cũng có thể liên hệ trực tiếp tổng đài chăm sóc khách hàng 18001188 để được hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, Tân Cảng Cát Lái còn trang bị các xe thang nâng người JLG để phục vụ công tác kiểm hóa. Xe có thể nâng được nhiều người cùng lúc, đảm bảo tính an toàn, tăng năng suất và tiết kiệm thời gian kiểm hóa. Và sau khi công kiểm hóa xong thì sẽ được chuyển về Lai tập kết. Và anh Chí Thuận lưu ý là nên lấy công trong vòng 24 giờ để tránh phát sinh phí quá hạn bãi kiểm hóa. Như vậy là chúng ta cũng đã hoàn thành các quá trình kiểm hóa hàng nhập. Vậy thì hàng xuất có gì khác biệt không em? Đối với công hàng xuất thì có rất nhiều điểm khác biệt. Đó là khách hàng sẽ đăng ký chuyển bãi kiểm hóa cũng như là cắt bấm siêu hoàn toàn trên ePort. Nhưng anh Chí Thuận lưu ý là ePort không nhận thực hiện đăng ký kiểm hóa cũng như khử trùng công hàng nguy hiểm. Và một điều quan trọng nữa là để tránh phát sinh chi phí đảo chuyển thì khách hàng sẽ đăng ký kiểm hóa trước khi công hạ về bãi. Quý vị và các bạn đừng quên đón xem series Đồng hành cùng Tân Cảng Sài Gòn cùng với Chí Thuận và Hồng Hạnh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.